Tuy chỉ mới xuất hiện khoảng 3 năm trở lại đây, nhưng du lịch mạo hiểm được xem là loại hình hấp dẫn dành cho du khách thích khám phá thiên nhiên và tìm cảm giác mạnh. Trong tổng số 12 công ty du lịch lữ hành quốc tế được cấp phép hoạt động tại tỉnh Lâm Đồng, trong đó có 8 công ty chuyên khai thác loại hình thể thao mạo hiểm, với các loại hình leo núi, đu dây, vượt thác, đi bộ xuyên rừng, v.v. Sợ nhưng mà vui và an toàn. Cái cảm giác là hoàn tất được một cái công việc. Không thể phủ nhận hiệu quả của loại hình du lịch mạo hiểm mang lại, góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế địa phương. Song du lịch mạo hiểm của Lâm Đồng đang bộc lộ những tồn tại hạn chế, cả từ khâu quản lý của cơ quan quản lý nhà nước đến sự thiếu chuyên nghiệp của các công ty làm du lịch mạo hiểm. Để chấn chỉnh tình trạng này, thời gian qua, ngành văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Lâm Đồng đã đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực du lịch, đồng thời siết chặt hoạt động du lịch mạo hiểm đối với các công ty chuyên khai thác lĩnh vực này. Việc mà tổ chức các cái hoạt động nó có tính hấp dẫn và nó có một chút cái thử thách ở ngoài thiên nhiên. Tôi nghĩ đó là một cái lợi thế rất là đặc biệt của Đà Lạt. Nhưng mà cái yêu cầu của những nhà tổ chức là phải đảm bảo cái an toàn đó. Đảm bảo an toàn nó bằng trang thiết bị chuyên dùng, bằng cái thiết kế những hoạt động thích hợp với từng lứa tuổi và từng đối tượng, và bằng cái thao tác của một đội ngũ được huấn luyện và chu đáo. Thì có như vậy thì những người khách hàng, và đặc biệt là những cái nhóm khách hàng cao cấp như là những cái trường quốc tế hay là các cái trường học cho các em, thì họ quan tâm đầu tiên là vấn đề an toàn. Quy trình của trò chơi trượt cáp hay bất cứ một trò chơi mạo hiểm nào thì đầu tiên là chúng tôi sẽ phổ biến về trang thiết bị, về những cái chi tiết an toàn của chuyến đi, và sau đó thì khách sẽ được trang bị những cái trang thiết bị an toàn để mà phù hợp với trò chơi, tùy vào cái trò chơi mà mình có những cái trang thiết bị khác nhau. Thông qua đợt thanh kiểm tra liên ngành tại 24 khu điểm du lịch trên địa bàn, nhiều vấn đề về đẩy mạnh đầu tư trang thiết bị vật chất, đặt biển báo tại các nơi nguy hiểm, tăng cường lực lượng để hướng dẫn và hỗ trợ khách, nâng cao chất lượng đào tạo cho đội ngũ hướng dẫn viên, đảm bảo trang thiết bị phục vụ khách khi vui chơi đã được ngành du lịch tỉnh chỉ rõ và yêu cầu các công ty du lịch mạo hiểm thực hiện nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho du khách khi tham gia các trò chơi du lịch mạo hiểm tại Lâm Đồng. Qua cái triển khai của ngành thì chúng tôi cũng thấy rằng là các cái tổ chức cá nhân đang hoạt động du lịch trên địa bàn cũng đã ý thức được vấn đề này, để cái việc mà một là cái việc mà giáo dục và nhắc nhở đối với tất cả cán bộ người lao động đang hoạt động trong lĩnh vực này. Thứ hai là phải rà soát kiểm tra lại tất cả các cái không gian ở tại các cái khu điểm du lịch để làm sao nó đảm bảo được cái độ an toàn tuyệt đối khi có du khách đến. Và đặc biệt là các cái khu điểm du lịch mà có tổ chức các cái phương tiện vận chuyển các cái loại hình để phục vụ các cái trò chơi giải trí cho du khách thì cũng phải rà soát kiểm tra thường xuyên để đảm bảo được cái độ an toàn tốt nhất cho du khách. Với những giải pháp trong công tác quản lý của ngành du lịch cũng như sự cộng hưởng hợp tác của những công ty làm du lịch, tin rằng du lịch mạo hiểm Lâm Đồng sẽ tiếp tục phát triển xứng tầm, góp phần làm đa dạng, phong phú các loại hình du lịch của tỉnh để phục vụ du khách khi đến với địa phương. Nhựa, giấy vụn, đồ điện và nhiều vật dụng đã qua sử dụng đều là những vật liệu dễ bắt cháy. Tuy nhiên, chúng lại được chủ cơ sở thu mua phế liệu này trên địa bàn xã Lộc Châu, thành phố Bảo Lộc để một cách bừa bãi. Thậm chí, chúng còn được để ngay cạnh những nơi dễ phát sinh cháy, nơi có nguồn điện được đấu nối tạm bợ. Trong số những phế liệu mà cơ sở này thu mua, tiềm ẩn muôn vàn hiểm họa từ những vật liệu gây cháy nổ. Tuy nhiên, chủ cơ sở này vẫn chủ quan và không hề lường trước được hiểm nguy cháy có thể xảy ra bất cứ lúc nào.